thì về cái phương diện tin tức các bạn thấy được bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thông tin rất là tốt. Ngay cả các bạn thấy trong dòng tối ngày qua tới bây giờ chúng ta có rất nhiều thông tin tốt như là thông tin liên quan tới Deutsche Bank. Deutsche Bank đã đưa ra một cái thông báo là đối với Deutsche Bank đó thì đánh giá Bitcoin là một cái tài sản quá quan trọng để có thể bỏ qua thì các bạn thấy được đó là Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, vân vân. Đây là những ngân hàng mà năm 2017, năm 2018 là không ngừng tấn công thị trường này, nhất là tấn công Bitcoin. Nó Bitcoin là lừa đảo, Bitcoin là không có giá trị vân vân. Bitcoin là bong bóng nhưng mà tại sao bây giờ những cái ngân hàng này lại đột ngột chuyển hướng 180 độ để mà ủng hộ thị trường Bitcoin này có phải họ đã tỉnh ngộ, họ biết được là giá Bitcoin là bây giờ so với lại cái giá tương lai thì quá rẻ hay là họ nghĩ là Bitcoin sẽ là tương lai Họ nghĩ là đây mới là tương lai của thị trường tài chính Thì thường không nghĩ như vậy Các bạn thấy được là vấn đề rất đơn giản là trong vòng mấy năm qua Những cái công ty này đã có thể họ đã thu mua rất nhiều Bitcoin rồi Và thứ nhì nữa là những công ty này đó có thể là họ đã bắt đầu muốn đưa ra dịch vụ liên quan tới Bitcoin, liên quan đến crypto cho nên bây giờ những công ty này mới nói tốt về thị trường này tại vì sao? Tại vì các bạn nhìn thống kê được chia sẻ với Coinbase đi có thể là làm cho nhiều người rất là sáng mắt là công ty Coinbase CEO Brian Armstrong của công ty Coinbase đó, kiếm được rất là nhiều tiền. Các bạn cũng nên nhớ là thống kê cho thấy là Coinbase khi mà họ nạp đơn để mà lên sàn chứng khoán đó thì cái mức lương của Brian Armstrong đã lên tới là 60 triệu, các bạn thấy được là còn cao hơn CEO của những ngân hàng đứng đầu của thế giới. Nó có thể nói là hai CEO đứng đầu của thế giới bây giờ trong ngành ngân hàng cộng lại cũng chỉ bằng một mình Brian Armstrong mà thôi. Và nhìn vào các bạn thấy được là bao nhiêu tiền mà công ty Coinbase kiếm được. Thì đương nhiên đây là một cái nơi mà có thể kiếm được nhiều tiền cho nên không có lý do gì mà những ngân hàng bây giờ họ lại bỏ qua một cái thị trường như vậy không thể nào mà họ cứ đứng đó nhìn những công ty như là công ty Coinbase, công ty BlockFi hay là sàn Binance có thể là chiếm mất thị trường này và kiếm được nhiều tiền như vậy cho nên các bạn thấy là những ngân hàng họ sẽ nhảy vào và bắt đầu là nó tốt về thị trường này đây chính là cái lý do tại sao các bạn thấy là có nhiều À, ngân hàng bây giờ nói tốt về cái thị trường này. Ngoài chuyện thông tin này ra các bạn thấy được là Quỹ Ban Chứng khoán và Giao dịch của Brazil đã cho phép ETF đầu tiên ở Mỹ Latin được hình thành. Các bạn thấy được bây giờ chúng ta đã có 3 Quỹ Đầu tư Bitcoin ETF ở Canada, Quỹ Đầu tư ETF của Brazil. Bây giờ chúng ta chỉ đang chờ đợi coi coi là khi nào chúng ta mới có quỹ đầu tư ETF của Hoa Kỳ và chúng ta cũng sẽ biết kết quả sớm thôi. Chúng ta đã thấy được bây giờ có rất là nhiều những công ty nạp đơn để có thể đưa ra một cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ và thường không biết là bây giờ SEC có còn lý do gì để mà không cho phép ETF hoạt động nữa hay là không. Nhất là bây giờ các bạn thấy được những cái quỹ đầu tư ETF này đứng sau lưng là không còn là những sàn giao dịch nữa mà là những công ty lớn như là công ty NYDAG với lại công ty Morgan Stanley và nói tới Morgan Stanley thì hồi sáng này đang có một tin đồn Chúng ta vẫn chưa biết thực hư như thế nào Nhưng mà các bạn thấy tin đồn bây giờ là ngân hàng đầu tư Morgan Stanley Đang đàm phán để mua lại sàn bịch hâm của Hàn Quốc Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi Tại vì bây giờ các bạn thấy được là tin này chỉ là một tin đồn chưa được xác nhận Các bạn thấy được là kế tiếp Chúng ta hãy nhìn vào cái tình hình của ngày hôm nay đi các bạn thấy được là thị trường stock hôm nay lại xuống, tác hồi phục nhẹ sau khi xuống mạnh, lo ngại về lãi suất vẫn là đề tài số 1 hiện bây giờ. Bitcoin ở vùng 56 59 các bạn cần phải thấy được là stock có xu hướng thì chúng ta sẽ đưa chúng ta nhìn vào tình hình của ngày hôm nay đi thì một trong những vấn đề mà các bạn cần phải ý đến chính là cái xu hướng của cổ phiếu các bạn thấy được là ngày hôm nay đó thì chúng ta nhìn vào S&P thì tuy màu đỏ nhưng mà xuống không có nhiều coi như đi hàng ngang xuống 0,06% còn chúng ta nhìn vào Dow Jones thì xuống 0,71% Nasdaq thì tăng chữ nhẹ sau khi đưa xuống mạnh ngày hôm qua thì có thể là nhiều bạn hỏi là chúng ta đã nghe nói tới tuần này đây là Fed nó sẽ không tăng À, lãi suất cho đến năm 2023 thì tại sao mà mọi người bây giờ lại tiếp tục lo lắng về cái sự tăng lãi suất bây giờ là đó là cái lo lắng hàng đầu. Thì các bạn thấy được đó là rất rõ ràng là sau khi mà Fed đưa thông báo là sẽ không tăng lãi suất có thể là cho đến năm 2023 thì thị trường rất là phấn khởi các bạn thấy được là tất cả đều tăng lên. Nhưng mà ngay ngày hôm sau đó thì mọi người lại có sự lo ngại tiếp tục. Thì rất rõ ràng là những nhà đầu tư đó bây giờ không phải là cần cục chuyên viên bang của Hoa Kỳ đưa ra thông báo là sẽ không tăng lãi suất hay là sẽ tiếp tục thu mua trái phiếu với cái tốc độ là 120 tỷ mỗi một tháng. Điều đó cũng không đủ các bạn để được thu mua trái phiếu lên tới cái số là 120 tỷ mỗi một tháng cũng không đủ. Mà cái mà những nhà đầu tư muốn bây giờ là Fed nói là họ sẽ quản lý lãi suất, họ sẽ quản lý đường công lãi suất và họ sẽ có thêm những biện pháp để mà tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường. Đó là điều mà thị muốn cần. Và nếu như không có những câu nói đó từ Fed thì các bạn sẽ thấy là mọi người lại tiếp tục lo lắng là trái phiếu sẽ tăng lên Mặc dù là các bạn thấy được trái phiếu đó có dấu hiệu tăng nhưng mà vẫn chưa có phải đến lúc mà mọi người lo lắng Nhưng mà tại sao mọi người lại dẫn đến cái sự là các bạn thấy được là chứng khoán đi, đi xuống giá như vậy Các bạn thấy là hôm nay chúng ta có một thông tin Đó chính là thông tin liên quan tới Fed Một lần nữa Fed nói là cái tài liệu liên quan đến là các bạn cũng đang nhớ là Fed Khi mà có dịch bệnh xảy ra đó thì đưa ra một cái chiến lược Chiến lược này đó chính là cho những ngân hàng đó có một cái chính sách giữ tài sản nó thả lỏng hơn có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là thường đó các bạn gửi tiền vào trong, trong, ngân hàng thì ngân hàng sẽ giữ lại một phần tiền đó phần còn lại họ có thể dùng để đầu tư hay là họ có thể dùng để mà mua lại trái phiếu của chính phủ chúng ta nói về thị trường của hoa kỳ cho dễ hiểu đi thì các bạn thấy được là khi bạn đưa tiền cho ngân hàng ngân hàng trả lại cho các bạn thì đương nhiên là họ không có ôm tiền đó cả hàng tháng họ lấy tiền đó đi trả cho các bạn họ lấy tiền đó để đi đi đầu tư hay là họ lấy tiền đó để mà họ mua lại trái phiếu vân vân hay là cho mượn thì chúng ta thấy được đó là lúc nào ngân hàng cũng phải giữ một số tiền ấn định, thường là 10% nghĩa là các bạn gửi 10.000, họ phải giữ lại 1.000, 9.000 còn lại họ có thể đi đầu tư hay là họ có thể là cho vay. Và các bạn thấy được, chúng ta nói tới là chính phủ in tiền cho dễ hiểu nhưng mà thật ra, chính phủ đó in tiền cũng có thông qua Fed, nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán công trái phiếu và người mua đó thường đó là Fed đi thu mua công trái phiếu đó. Nhưng mà chúng ta nói một cách rõ hơn đó, cái phần lớn tiền được tạo ra là thông qua hệ thống ngân hàng thông qua là các bạn thấy là các bạn gửi 10.000 đô cho ngân hàng ngân hàng giữ lại 10% cho mượn 9.000 người còn lại lấy 9.000 đó đi vào ngân hàng khác gửi 9.000 thì ngân hàng giữ lại 900 đô và cái phần còn lại là 8 100 để cho mượn còn ngân hàng kế tiếp nữa là giữ lại 10% đó còn phần còn lại cho mượn các bạn thấy được là 10.000 các bạn thấy là trong thời gian ngắn đã nhân lên rất là nhiều lần cho nên đây mới là lý do sao mà chúng ta thấy lạm phát xảy ra. Đây chính là lý do tại sao mà các bạn thấy được là tiền được tạo ra thông qua hệ thống ngân hàng nhưng mà điều mà các bạn cần phải hiểu ở đây đó, đầu sáng này thì Fed đã ra có quyết định là sẽ không có tiếp tục gia hạn cái sự thả lỏng đó. để thường giải thích rõ ràng hơn, thì khi mà chúng ta thấy dịch bệnh xảy ra đó, thì Fed ra một chiến lược là nếu như mà ngân hàng mà đi thu mua công trái phiếu đó, thì cái số tiền mà đi mua thu mua công trái phiếu đó không cần phải giữ lại một phần, coi như là cái phần có thể nói là cái phần đảm bảo đi, cái phần tiền lưu trữ đó họ không cần phải giữ lại. các bạn thấy được ở đây đó, tại vì thời điểm đó uh, có rất nhiều công trái phiếu đang được bán cho nên một trong những cái lý do mà thường nghĩ tại sao họ lại đưa ra chính sách này đó chính là khuyến khích ngân hàng đi thu mua công trái phiếu nhưng mà hồi sáng này đó Fed đã ra quyết định là sẽ ngưng không có còn cái chiến lược này nữa có nghĩa là những công ty những ngân hàng mà đang lưu trữ công trái phiếu họ cần phải có cái số tiền dự trữ tương đương với lại cái số tiền ấn định nhưng mà nhiều người thì lại kỳ vọng là Fed sẽ có cái ý định là sẽ gia hạn cái sự thao lỏng này nhưng mà cuối cùng là không phải có dẫn đến là nhà đầu tư bán cổ phiếu khiến cho các bạn thấy được là thị trường hôm nay là không được tốt lắm nhưng mà các bạn thấy được là nhìn kỹ hơn đó thì sẽ có một sự lo ngại xảy ra bây giờ là những nhà đầu tư lo ngại liên quan đến là phần trăm lãi suất sẽ tăng lên liên quan đến những trái phiếu tại vì sao tại vì các bạn thấy là nếu như mà những ngân hàng bây giờ họ có ý định họ chưa có nhưng mà nhiều người suy nghĩ là nếu như ngân hàng bây giờ là họ không còn cái sự thảo động đó họ phải giữ một cái số tiền lưu trữ khi mà lưu trữ những cái trái phiếu này thì có thể là họ sẽ bán những cái trái phiếu này và các bạn thấy được khi mà những công ty mà họ bán cái số lượng lớn trái phiếu sẽ dẫn đến là giá trái phiếu sẽ đi xuống đương nhiên cung và cầu của bạn thấy được còn cung tăng lên thì giá sẽ đi xuống và giá đi xuống mà các bạn thấy là trái phiếu thì có cái phần trăm lãi suất là ấn định thì sẽ dẫn đến là khi mà giá đi xuống phần trăm lãi suất cũng như vậy thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ dẫn đến là khi mà chúng ta thấy được là cái phần tiền lời tính theo đô la với cái giá trị ban đầu mà cái giá cổ phiếu đi xuống thì cái phần trăm đó nó sẽ tăng lên các bạn có thể hiểu đơn giản là giá đi xuống nhưng mà cái phần trăm lãi suất tính theo đô la vẫn giữ y nguyên tại vì tính theo cái giá mà xuất bản ban đầu của trái phiếu đó thì cái số tiền đó chia cho cái giá hiện bây giờ thì phần trăm lãi suất sẽ tăng lên đây là lý do tại sao mà nhiều người lo sợ là Fed không gia hạn cái mục tha lỏng này sẽ dẫn đến nhiều ngân hàng bán trái phiếu dẫn đến giá trái phiếu đi xuống dẫn đến phần trăm lãi suất tăng lên đây chính là lý do mà được nói tới ngày hôm nay nhưng mà các bạn thấy được đó là bây giờ đã có nhiều người nói là cái lý do này có chính đáng hay không chúng ta có thật sự đã thấy nhiều cái dẫn chứng là lạm phát sẽ tăng cao hay chưa chúng ta đã thấy nhiều dẫn chứng liên quan tới là những cái lãi suất của những công trái phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng hay là không hay là đây chỉ là cái suy đoán của nhiều người mà thôi và tại sao mà chúng ta lại thấy được thị trường lại dao động mạnh như vậy thì một trong những cái điều mà được nói tới ngày hôm nay đó chính là thị trường bây giờ rất khác những năm trước đây những năm trước đây đó những cái sự lo ngại này cũng có nhưng mà tại sao lại không thấy cái sự biến động của thị trường như vậy bây giờ mỗi lần mà có một cái sự lo ngại nào thị trường biến động rất là mạnh tại vì bây giờ chúng ta đã có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ ở trong thị trường này mình thấy được là khi mà dự định xảy ra đó nhiều người không có thể nào mà họ ra ngoài được họ không có đi ba họ không có đi xem thể thao không có đi club à, thậm chí các bạn thấy được là họ ở nhà mà bây giờ đó khi mà nhiều người ở nhà thì người ta sẽ có bắt đầu là có những cái sự chú ý như là các bạn thấy được là youtube người ta xem rất là nhiều à, xem tài liệu rất là nhiều xem thời sự rất nhiều và đương nhiên có rất nhiều người trẻ đã bây giờ đã tham gia vào thị trường tài chính và chúng ta có những cái ứng dụng rất dễ sử dụng như là Robinhood hay là Webull cho nên nhiều người bây giờ đã tham gia vào thị trường tài chính và những người mà trẻ tuổi đó họ sẽ xem tài liệu ở trên Reddit, YouTube vân vân dẫn đến là bây giờ có rất nhiều những nhà đầu tư mà không nhiều kinh nghiệm ở trên thị trường này có thể nói là tương đương với lại thị trường của crypto bây giờ cho nên mỗi lần mình có thông tin gì đó thì mặc dù đây chỉ là suy đoán mà thôi các bạn thấy là những cái điều chúng ta nói tới nên ngân hàng có thể là bán trái phiếu dẫn đến giá cả của trái phiếu đi xuống dẫn đến là phần trăm của lãi suất tăng lên đây chỉ là cái suy đoán mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy có bất cứ một cái sự kiện gì xảy ra là dẫn chứng hết nhưng mà bây giờ chỉ cần suy đoán thôi là dẫn đến là nhiều nhà đầu tư mà họ có thể là không hiểu rõ về tình hình đã bán dẫn đến là cổ phiếu đi xuống Đây là cái hiện tượng mà đang xảy ra hiện bây giờ Tại vì các bạn thấy là người ta nói là Khi mà chúng ta nhìn vào cái sự lên giá xuống giá của cổ phiếu ngày hôm nay So với cách đây nhiều năm đó Thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là cái sự dao động bây giờ rất là cao Và phần lớn là tại vì có quá nhiều nhà đầu tư riêng lẻ tham gia vào Và vì lý do đó các bạn thấy được là nhà đầu tư riêng lẻ đó thường họ sẽ không dựng tâm lý Khiến cho bán và mua rất là thất thường Cho nên các bạn mới thấy được là cổ phiếu có khi tăng rất là mạnh có thể lại đi xuống rất là mạnh và chúng ta nói là nói những cái index nói những cái chỉ số nói chung chúng ta nhìn vào những cái cổ phiếu như là Tesla các bạn cũng thấy được là Tesla lên xuống cũng như là crypto gì đó 5 phần một ngày là một điều rất bình thường thì đây là cái tình hình của thị trường ngày hôm nay các bạn nghĩ sao thì bạn hãy comment ở bên dưới và nếu các bạn chưa theo dõi Thuận Cap được trên mạng xã hội thì đương nhiên bấm vào link bên dưới để tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan tới Telegram, Facebook và Twitter để các bạn nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Hay là các bạn muốn tham gia vào những sàn giao dịch để có thể nhận được những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Cap đồ như là giảm phần trăm phí giao dịch, như là sàn Binance sẽ giảm 20% phí giao dịch, uh, Bybit các bạn có thể nhận được những cái bonus hay là các bạn có thể uh, thấy những cái offer khác đến từ sàn LMT, sàn FTX Binance US Coinbase ứng dụng BlockFi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô đây là một cái ứng dụng các bạn landing để có thể lấy lại hàng tháng một ứng mình thường đã sử dụng cũng đã rất nhiều tháng rồi và crypto khoan công ty cung cấp tài liệu on chain mà chúng ta thường hay nói tới và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn